Những hiện tượng mỹ sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được cát tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân hạnh đã từ đọc kinh lễ bái tam bảo năm mong bích hai giá. Dạ, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa giác đẳng để có lời mở đầu chương trình hôm ngày sinh hoạt Tết ngày hôm nay. Dạ, con kính dâng mít đến sư. Bồ Tát Thầy kính đến lễ tri công đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay là ngày mùng bốn Tết. Một bài học mà chúng ta có thể thấy được rõ ràng là cái gì rồi cũng trôi qua. 10 ngày trước thì chúng ta có nói đến sinh hoạt của ngày Tết. Rồi giao thừa, một mùng hai, mùng ba, hôm nay tới mùng bốn Tết, thời gian trôi đi, không bao giờ trở lại. Xin lỗi quý vị có còn nghe chúng tôi nói không ạ? Thưa chị, dạ vâng, hôm nay là ngày mùng bốn Tết, theo thông lệ của người Việt Nam của chúng ta, thì sau những cái nghi lễ cũng như xã giao của những ngày đầu năm, mùng bốn Tết là ngày mà chúng ta sẽ đưa ông bà có lễ cúng để hoàn tất những ngày lễ. Dĩ nhiên là ngày xưa thì người ta ăn Tết rồi lễ vào ngày hạ nêu là ngày 7 thôi, ngày mùng 7, nhưng mà cũng được tính là ngày mùng. Riêng đối với chúng ta thì thưa quý vị, ngày mai này cái sinh hoạt tương đối là giữa Tết và giữa sinh hoạt hàng ngày, đó là chúng ta sẽ nói về cái định hướng. Nhưng ngày hôm nay mùng bốn Tết vẫn là một ngày đặc biệt ở trong rung Phật pháp Bồ Tát Tham Ma, và vị giảng sư hôm nay là thượng tọa Tuệ Quyền. Rất là thú vị là được biết là thượng tọa Tuệ Quyền trong pháp thoại tân niên sẽ giảng về con đường chuyển hóa qua một bài kệ pháp cú. Và ngày hôm nay cũng trùng hợp với đề tài thượng tọa Thầy Quyền. Chư Tăng trong phần nghi thức thì cũng sẽ tụng kinh Đáo Bỉ Ngạn. Nó cũng là một con đường chuyển hóa mà Đức Thế Tôn và các đệ tử đã đi. Thứ vì trong suốt một năm dài, cho dù
là chúng ta có những thay đổi của mùa xuân hạ thu đông, nhưng mà xuân đến rồi xuân lại đi, và cứ như vậy một vòng lẫn quẩn. Vòng lẫn quẩn đó đạo Phật gọi là samsara hay là luân hồi. Nhưng mà rồi có những cuộc vượt thoát, có những sự chuyển hóa làm mới, làm thay đổi cái hướng đi, và nhờ sự thay đổi đó mà chúng ta làm một sự vượt thoát, làm một cuộc chuyển hóa. Bây giờ thì chúng tôi mời quý vị nghe Phật tử nghe pháp thoại của Chư Tổ Tuệ Quyền với một câu kinh Pháp Cú như là một bài pháp để chúng ta bắt đầu cho năm mới, rồi sau đó là phần nghi thức tụng niệm ngày đầu xuân của Chư Tăng. Xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh Chư Tổ Tuệ Quyền. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá, cho thơ để chúng được nghe rõ. Và cảm ơn sư tử tri, cảm ơn Phật tử Minh Hạnh. Chúng con thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp, và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Từ Tri, Đại Đức Tuệ Đức, Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Vậy lời đầu tiên thì từ hồi đầu Tết tới bây giờ, kính sám hối và cáo lỗi chưa tăng chúng con mới vào, bởi vì thật sự ra thì chúng con trách nhiệm ở hai chùa, và cũng như là vào ngày mùng 4 sáng hôm nay để chúng con có cơ cử hành cái lễ lớn ở chùa đầu năm, cho nên vì vậy nó rất là bận rộn. Và cũng như là lúc trước Tết vào ngày 28 chủ nó mới xong cái chương trình, tức là con đổ bê tông ở cái sân chùa nó rất rộng, và đổ bê tông cho nó vững chắc luôn. Vì vậy cho nên cận Tết thì mọi việc gì đó phải nó tranh thủ hết sức mình để cho sau xong Tết. Và đó cận kề Tết thì lo mọi việc thì rất là bận biểu. Vì vậy cho nên con không có vào được vào những ngày xuân để trước nhất là để chúc mừng hạnh tế, cũng như là kính đảnh lễ chư tăng. Thì giờ đây thì cũng còn cái ngày cuối, thì trước nhất con xin thành tâm kính lễ đến chư tôn đức tăng, và kính chúc quý ngài một năm Nhâm Dần gặp nhiều cái yên vui ổn định, và lúc nào cũng là bóng mát che chở cho tất cả, và mong các ngài luôn luôn có được nhiều sức khỏe, được ổn định về thân và tâm. Và kính chúc toàn thể chư quý vị tu nữ cũng toàn thể chư Phật tử luôn được thân an tâm lạc, là chúng ta được mọi việc ổn định, thì cầu mong những cái điều cát tường như thế sẽ hằng đến với toàn thể. Dạ, xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwa De Miswa Khato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Sawaka Sangko Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo, là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ uy lực Tam Bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng, quý tu nữ cũng cho Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, duyên sự này thì cũng như là một sự chuyển hóa mà Thượng Tọa vừa nói trong Pháp Cú Kinh số 173. Thì một duyên sự qua tới nay con gặp chư Phật tử. Sư ơi, con năm nay bị hạn tam tai, con sao la hầu, không biết sao mà con tránh con né được. Sư này sư vô, sư nhớ cũng giải hạn cho con. Thật sự ra thì quý ngài của quý vị biết, chúng tôi ở ngay cái vùng này thì người Bắc chiếm một phần nữa, dân miền Nam chiếm nửa phần như vậy. Và họ đi thì nếu mà chúng ta nói rằng không có giải hạn được thì họ không có chấp nhận. Thì mình cũng suy nghĩ theo thì được rồi, thì cứ đến lễ Phật đi rồi mình cầu nguyện. Những điều mà mình làm các công đức nhiều thì nó mới chuyển được nhé. Nhưng mà con nói cho họ nghe như vậy đó, thì kinh Phật với ngài thì nó, nếu mà làm nhiều công đức thì mới chuyển được, chứ không phải là
riêng các sư cầu nguyện không là cái nó hết đâu. Thì con vừa nói mà kiểu con cũng vừa cũng lồng ghép như vậy. Dạ thôi, làm sao mà các thầy các sư cứ cầu nguyện cho con là được, cứ giải hạn cho con là con nghĩ rằng cái hạn đó nó qua. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta nói đó là một cái việc mà nó quá đáng trong xã hội thì cái nó cũng là một cái nét để họ quay về. Khi họ đã quá nhiều lăn trôi trong cuộc đời, nhưng ở một mặt khác, về giá trị của chân lý, về giá trị của chánh pháp, thì nếu mà chúng ta không có hiểu biết á, thì chúng ta lại rất là vấp phải những cái lỗi lầm rất là lớn mà khi chúng ta không dũng tiến trong chánh pháp cho chính họ. Vì vậy cho nên cái đề tài hôm nay là như thế. Thì cái duyên sự chỉ là nói đến liên quan ngày Angulimala, và ngài đã tạo các cái ác nghiệp trước khi chứng đắc thánh quả, thì bây giờ bị cái quả báo nó tới, thì sau đó Đức Phật ngài mới khẳng định cho đại chúng rằng ai dùng các hạnh lành để xóa mờ ác nghiệp chói sáng ở đời này như trăng thoát mây che, phải nói rằng ở trong cuộc sống nếu chúng ta biết được đó là một điều sai lầm, đó là một điều xấu để chúng ta chuyển hóa cho đời ta thành tốt, thì đây là một điều mà ở trong tinh thần Phật pháp chúng ta cho đó chính là một cái có cái lòng quý, cái lòng tàm quý để ghê sợ và hậu thẹn cái tội lỗi của chính họ, thì đây là một sự chuyển hóa. Nhưng ở một mặt khác, chúng ta không thể giao hết được cho tất cả ai mà giải quyết được cái nghiệp quả của chính mình. Chúng ta phải nhớ như vậy. Bây giờ, trước nhất, trên tinh thần Phật pháp hay trên tinh thần niềm tin, để chúng ta giải quyết cho chính họ, họ nghĩ rằng họ bị hạn, họ bị nạn tam tai, thế này thế kia, mất của, mất tài sản, ly tán, thế này thế nọ. Thì ở đó, chúng ta cho họ một cái niềm tin là không có lúc nào chỉ có năm này mới là năm xui, năm này mới là năm tam tai đâu. Có những lúc mình bị tai nạn nó không có tam tai nó cũng bị, rồi có những lúc đó, rồi chúng ta vướng vào cái năm đó nó cũng bị cũng có. Thường thường thì dạo năm đó khiếp sợ, thì ở đây chúng ta trấn an một niềm tin chính họ, chẳng hạn như là họ cần lễ bái, cần phải cầu nguyện gì đó, thì chúng ta vừa cầu nguyện mà chúng ta phải vừa giải thích cho chính họ nghe, để chuyển hóa cho họ, để cũng chút gì để gieo giống cho chính họ hiểu được cái tính nhân quả, cái tính nghiệp báo mà chúng ta đã tạo. Bởi vì trong cuộc đời này không ai mà không mắc sai lầm, không ai mà không có lỗi khi là phạm phu, đây là sự thật. Mà khi mắc lỗi, khi làm lỗi mà chúng ta biết chuộc lỗi, biết nhận sai, đây là một sự chuyển hóa rất là tốt. Cái chấp kiến sai lầm là một điều nguy hại và đau khổ nhất của một kiếp con người. Và cứ như thế chúng ta đau khổ cả đời này, ở cuộc đời này, và đau khổ ở kiếp lai sinh nữa. Chứ không chỉ một đơn giản riêng một cái điều đó. Một cái hành động nhận lỗi, cái hành động mà chúng ta xin lỗi, cái hành động mà chúng ta chấp nhận nó, chính là như thế. Thì có chừng chúng ta nói bằng cái miệng, nhưng tâm ý chúng ta không thật sự, chúng ta sửa sai thì cái điều đó cũng vô ích. Trên tinh thần của Đức Phật, cái hành lành ở đây không phải là chúng ta cúng kiến, chúng ta lễ bái, mà chúng ta làm nhiều cái việc lành, chẳng hạn như, hoặc không phải chỉ riêng là bố thí, mà chúng ta có thể trì giới, chúng ta có thể tham thiền, chúng ta có thể tu tiến
chúng ta có thể cung kính phục vụ thuyết pháp thính pháp thiện công đức hồi công đức, chúng ta cải chánh tri kiến, đó chính là những công đức lành gọi là punya kriya quá thú. Hay chúng ta giữ giới đó chính là hành thập thiện, thực hiện các hạnh lành này, thì nhờ các hạnh lành này thì nó tẩy xóa một phần, như là một ly nước màu, dùng nhiều ly nước trắng, đó chính là hạnh lành, để chúng ta có thể thoa, để chúng ta có thể xóa nó một phần, như đó là một sự chuyển hóa nghiệp. Mà thật sự không phải như thế chúng ta làm thì chúng ta chuyển được, bởi vì cái nghiệp trắng, kết quả trắng, nghiệp đen, kết quả đen, nghiệp vừa trắng vừa đen sẽ kết quả vừa trắng vừa đen, đây là tính chất của nghiệp. Nhưng kính thưa quý vị, nếu chúng ta dùng cái hạnh lành đó, nó nhiều thì nó sẽ xóa mở được. Như ngài Angulimala khi biết được cái điều sai lầm của mình và ngài đã phóng hạ đầu đau, và quả thật đó chính mới là lập địa thành Phật, và ngài đã làm đúng. Chứ còn người thiếu cái pháp độ, thiếu cái sự chính chắn thì có phóng hạ đầu đau ngày hôm trước, ngày hôm sau tiếp tục mang đau hành quân trong giang hồ, thì cái giá trị đó không là cái giá trị của chuyển hóa. Thế là khi chúng ta bị những cái lỗi lầm tù tội, rồi khi đi về bị ánh mắt của cuộc đời, bị người thân, và bị ánh mắt của cuộc đời, và bị lời nói của cuộc đời dèm pha để người ấy phải chết đi, người ấy phải đau đớn, và người ấy phải quay lại như là bài ngựa hoang vậy. Chính xác, khi con ngựa hoang là như một chúng sinh nhúng đầy máu, nó về tới bến, nhưng đời không để yên cho con ngựa hoang, và thấy con ngựa hoang nó đã quậy, tiếp tục nó quậy nữa. Thì ở đây cái người mà biết chuyển hóa là ý thức cái việc làm của mình chắc chắn phải mang tới cái quả đau khổ như thế. Chúng ta phải đối diện cái quả đau khổ và khéo suy xét mới dùng các hạnh lành được. Quý vị biết ngày Angulimala khi trên bậc thực bị đánh đập, bị văn tục, thì phải nói là nhiều điều đớn đau vô cùng. Và ngài dùng cái kham nhẫn, Đức Phật ngài dạy hãy kham nhẫn, tự của ta hãy kham nhẫn. Và cuối cùng thì có một thiếu phụ đang khi chuyển dạ sanh gặp ngài khiếp đảm, thì Đức Phật ngài dạy cái câu rất là tuyệt vời, tức là giác tu hăng phát khi ni ariya giác cha tô Aficha na mi san chi chapa nang chi vita vô rô bê ta tê na sát chê na hòn tù số tì gấp và sát. Này hiền tỷ, từ khi tôi sanh vào dòng thánh chưa hề có một lần sát hại một sanh linh nào. Đây là lời chân thật. Cầu mong hiền tỷ mẹ tròn con vuông. Và lúc đó vị này đã chuyển dạ cho một đứa bé đầu được chào đời rất là an lành. Và câu này xem như là một câu chú để khi những mà có những thai bào quá lâu năm, xin là quá lâu so với cái thời gian, chứ không quá lâu năm mà quá, thay giờ ta 9 tháng 10 ngày tới tháng thứ 11 tới tháng thứ 12 thì dùng cái câu này để đọc để cầu mong. Thì kính thưa quý vị, thiền an của Limala phải trả một cái giá rất là lớn, chứ không phải là một chuyện bình thường được. Từ khi chúng ta biết ở trong cuộc đời này, khi chúng ta làm lỗi hay khi chúng ta làm ác, thì cái quả ác báo ác đó đến ngay trong hiện tại nó là như thế đó. Chứ còn nếu như ở kiếp vị lai thì nó trả quả ở địa ngục còn càng đau khổ hơn. Đây chính là lời dạy của Phật ngài là dạy cho ngài Angulimala như vậy. Thì trong cuộc đời này, một con người làm sai, biết sai, rất là tốt đẹp. Nhưng người đó biết sai, chuyển hóa
trở thành tốt đẹp, có cái tâm để phục thiện, có cái tâm để cầu tiến hóa, xóa bỏ những cái điều sai lạc của mình. Như chúng ta bị rơi vào chốn tà kiến ở hôm nay cũng như từ ngàn xưa, khi chúng ta tìm về được bờ giác hay là về chánh đạo, chúng ta phải khước từ một cách thẳng thắn đối với những gì liên quan đến cái gì? Liên quan đến cái tà kiến. Cũng như hồi xưa mà Ngài Hòa Thượng Tịnh Sử, khi nghe ai nói cái vấn đề tà kiến mình về mà phỏng bái cúng kiến như thế này thế kia, Ngài rất là dị ứng. Hay là nói đến cái lý mà nó xa rời với cái lời Phật dạy, Ngài cũng không chịu. Ngài nói là cái đó không phải là kinh điển của Phật. Cái đó kinh điển không là cái tà giáo chứ không phải là chánh giáo Phật giảng. Là người sao đã pha loãng, đã chế tác, chế biến. Có nghĩa rằng khi mà lội ra khỏi cái dũng lầy của tà trí, của mê đồ rồi đó, thì quay lại người ta biết sợ. Đối với những người có cái căn, có căn chủng tánh thiện tốt. Chứ còn thí dụ như quay qua lội ra xong bắt đầu người ta bị người ta kéo lại. Thì ở đây kính thưa quý vị, cái sự chuyển hóa của một người đệ tử thật sự là cần thiết, cần lắm. Trong cuộc đời này chúng ta tâm phàm phu mà, có những lúc chúng ta hành động bằng thân, bằng khẩu, bằng ý đối với người, ngay cả đối với ông bà cha mẹ, ngay cả sự bực tức đối với chư tăng, quý vị cũng bị. Nhiều khi quý vị không phát ra lời, nhưng ở trong tâm quý vị bực bội lắm. Hay là chẳng qua quý vị nhịn, quý vị không nói, nhưng quý vị có như mô Phật trước mặt chứ chửi thề sau lưng chẳng hạn. Thì nói như vậy, hay là có những người nói ra cái lời nói khẩu Phật mà tâm xà, hay là có sự xem thường vân vân, tất cả những điều đó chúng ta đều vướng phải cái tội lỗi đối với tất cả mọi cái hoàn cảnh. Chứ đừng nói chi là đời sống bình nhật ở gia đình, thì đối với cha mẹ, ông bà, những người lớn tuổi hơn chúng ta thì chúng ta vi phạm rất là nhiều. Và đối với những người không thân, đối với người thân mà chúng ta còn làm vậy, chứ đừng nói chi đến những người không thân thuộc, chúng ta lại càng có một cái sự hành ác nhiều hơn nữa. Thì kính thưa quý vị, khi chúng ta biết được thân của chúng ta ác khẩu ác, ý ác, bằng cái sự đánh đập, thối mạ, bằng một cái ý nghĩ ác, thì chúng ta biết từ bỏ, chúng ta biết dừng lại. Mà con người mình nó có một điều lạ, thân mình không có đánh đập người ta, nhưng vũ khí miệng lưỡi mình sẽ nói xấu, mình sẽ nói không đúng sự thật khi mình thương ghét. Đây là cái điều sai. Mà cái sai đó tức là, mà chúng ta không cho đó là sai, đó là càng nguy hiểm hơn. Cái điều đó là cái điều không đúng, cái điều đó là điều không tốt. Nếu chúng ta hiểu biết á, thì nó là một chuyện khác. Nếu chúng ta không hiểu biết thì chúng ta lại có một sự suy nghĩ khác, là chúng ta suy nghĩ như thế này, vị này như thế này, vị kia như thế nào, hoặc người này như thế này, người kia như thế nào. Thì dầu cho không phải là hình bóng của tăng già, mà chỉ là những người bè bạn, chỉ là những người bạn, chỉ là những người ở cuộc sống, mà chúng ta thân khẩu ác, ý ác, thì cũng bị quả dị thục. Nhưng đối với người là những bậc huynh trưởng, là những người cao niên lập trưởng, là các bậc tu hành, thì dĩ nhiên cái quả nó nặng nề hơn. Cho nên chúng ta biết, rồi một năm qua, quá nhiều cái điều mệt mỏi, thì chúng ta cũng biết chuyển hóa cho một giá trị tích cực. Đây cũng là một sự chuyển hóa. Mà chúng ta dùng một cái giá trị tích cực, chứ không dùng một giá trị tiêu cực
ôm những cái niềm đau nỗi khổ, những cái mất mát, những cái đau thương, để mà chúng ta nhai đi nhai lại, để chúng ta câu thúc cho tấm thân hiện hữu của chính mình hiện tại. Trước Tết có một phụ tử, có một người con. Mọi người con này đi du học ở bên Canada về Việt Nam, thì mới về được chừng một thời gian, coi như khi mà giãn cách, khi mà dịch nó cũng tương đối, dịch Covid thì cứ ổn định, về đây, nó đi về đây được một tháng sau, qua Tết nó đi chơi, qua Tết nó tiếp tục đi học trở lại. Thì tiêm tối 25 nó đi chơi và nó chết. Đi chơi và nó tông vào xe tải, chết. Thì cô ta khủng khiếp, cô ta không tin. Cứ ngồi rất là đau khổ. Nhưng cuối cùng khi đi ra đó, mới khuyên nhủ cho cô ta. Thì chỉ đi cử hành lễ đám, nhưng cũng đến để nói cho cô ta, cũng bằng những cái để chuyển hóa tâm hồn đau khổ của cô ta. Nói thôi, bây giờ là phải suy nghĩ, con mình nó không còn ở lại với mình nữa, cái duyên tới đây đã dứt. Thì cô đã học cái câu Phật pháp, mà học giáo lý cũng như là thường đọc kinh, đã nghe giảng dạy rồi, thì pháp cư sĩ cũng đã nói. Thì cho dù bay vút lưng trời, cho dù đáy biển có trốn thời được đâu, cho dù nó thẳm hang sâu, không nơi nào thoát quả sầu đã gieo, cô đừng có đau khổ nữa, đừng phải biết nó đã chết. Thì qua một hai ngày sau, cô mới tới, cô mới nói, thưa sư phụ, cô cảm ơn sư phụ nhiều. Hôm nay cô mới suy nghĩ, bây giờ nó mới 22 tuổi rồi, nó không có ở lại với con nữa, cái duyên tới đây nó hết rồi. Thì ý của cô ta vừa chuyển hóa trong cái niềm đau nỗi khổ, và chúng tôi nói ngay, chắc chắn là như thế. Cô đừng có đau khổ quá, phiền lụy đi, phải tỉnh táo lại. Còn những việc trước mặt mình cần phải làm, cần phải lo, bây giờ nó đã ra đi rồi. Mà nói theo tinh thần của Phật á, nó đến đây, nó cũng không, mà cô cũng không hẹn, cô cũng không biết mặt nó, đến khi nó ra đời, mình cũng không hẹn trước, mà nó ra đi, thì nó cũng không báo trước. Mà cái thằng này thì nó rất là hay, xưa giờ nó không bao giờ đi chơi đêm, mà nó rất là ngoan hiền. Thì hôm nay, lần đầu tiên, nó cũng là một thanh niên, bắt đầu nó đi chơi, và nó đi nó không về nữa. Thì kính thưa quý vị, trong một tâm trạng đau khổ như vậy, nhiều khi không phải là các hạnh lành, nhưng chúng ta dùng cái lý Phật pháp thì nó cũng là một sự chuyển hóa cái đau khổ. Mà đó chính là cái gì? Quá là tốt đẹp. Chính là một sự chuyển hóa bằng cách buông bỏ. Các hạnh lành đó chính là hạnh lành buông bỏ. Thì nó đỡ cái niềm đau nỗi khổ nó xuất hiện trong lòng. Đây cũng là một lý pháp rất là hay, dùng cái lý của vô thường, của kiếp sống mong manh cuộc đời này, mà chúng ta khuyên nhủ. Bởi vì thì dùng cái lý Phật pháp như vậy, cái nhân quả như vậy, cái nghiệp báo như vậy, cuộc đời này nó như quán trọ, tất cả chúng ta là khách dừng ở quán trọ này, gặp A, B, C, D gì đó. Tất cả như chúng ta hiện nay đã đang quán trọ ở trong room này, chút xíu nữa đi ra, người thì sẽ lại tiếp tục sinh hoạt room, và có người thì ngày mai không còn vào sinh hoạt nữa. Đó là như thế. Thì đây cũng là một cái nghĩ về lý Phật pháp, về cái lý vô thường, cái giả tạm tạm bỡ cuộc đời này mà chúng ta hướng tới, để chúng ta nghĩ tưởng tới. Đừng có nhờ như thế mà chúng ta để chúng ta thực hiện các hạnh lành. Chúng ta không có
3 tháng chúng ta không có có làm khổ nhau bằng hành động, lời nói hay ý suy nghĩ. Đặt rằng gặp nhau trong cõi vô thường, biết rằng giả tạm mà vẫn thương vẫn quý nhau. Và kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta gặp nhau đây, ngày sau còn gặp nhau nữa không? Thì thôi, đó là hẹn cho cái cuộc luân hồi. Thì thôi, là những người chư tăng, là những người Phật tử, tại sao mà không thể hiện một cái tình thương mến thương, một cái sự đoàn kết, một cái sự chan hòa, một cái sự hy sinh, một cái sự chịu đựng để chuyển hóa cho nhau. Đây cũng là một lý Phật pháp, chứ không phải là à, thôi kệ rồi, giờ tất cả ai nấy lo chuyện ai, rồi mình cứ được, cứ lấy cái hơn cái thua trong khi làm việc hay trong khi suy nghĩ, biết buông bỏ, biết tha thứ, đó cũng chính là một sự chuyển hóa cho mình. Và từ đó ai cũng như nghĩ như thế thì cuộc sống này, tất cả sự việc này nó được tốt đẹp lắm, lắm lắm luôn. Khi người ta đến cầu nguyện, người ta chỉ mong để giải nạn cho người, luôn luôn mong, cầu mong người ta giải nạn cho mình, hay Phật trời, hay là cầu kinh, cầu kệ, chứng đàn dược sư, chứng tế đàn dược sư, cầu nguyện coi như là dân sớ, cầu an giải hạn như thế này như thế nọ. Hỏi thật sự ra đã là cái nạn, là cái nghiệp bất ngờ, hay cái nghiệp nó sẽ tới, khi quả nó đã trổ tới, thì chúng ta không thể báo, không thể biết trước được, không thể nắm bắt trước được, và chúng ta cũng không thể để đánh giá được nó như thế nào. Là một điều, nếu như ai cũng hiểu được cái tinh thần như vậy thì không nói. Người ta tới, người ta luôn luôn cầu để được, cầu người ta giải cho mình, nhưng trên tinh thần của Phật không ai cầu cho ai được. Bởi vì nghiệp mình tự tạo, dù có thiện hay ác đó, chứ không ai tạo cho ta. Tự ta làm sai, tự ta làm đúng, tự ta tạo cho ta. Không bà con quyến thuộc mà làm cho người đó hướng chánh hay hướng tà, mà chính do tự tâm người đó hướng chánh hay là hướng tà. Trong cuộc sống này, cần lắm chúng ta phải có một sự tẩy rửa tâm hồn của mình, như là một sự giặt giũ, như là một sự tẩy rửa với quần áo, với tấm thân này. Mà chúng tôi nhớ, chúng tôi có một lần chúng tôi có đọc một cái báo, nó rất là hay. Chúng ta cần phải biết trong cuộc đời mình cần phải có một cái cục tẩy cho riêng mình. Cục tẩy đó, cục tẩy cho riêng mình là tẩy cái gì? Tẩy cái điều sai của mình, và tẩy cái sự đấu kỵ của chính mình, tẩy cái sự chấp thủ của chính mình. Ở đó chúng ta biết tha thứ, biết khoan dung với sai lầm của người khác là đáng quý. Nhưng tha thứ cho họ còn đáng quý hơn. Hay lắm. Ở đây chính là cái giá trị từ bi trên tinh thần của Đức Phật. Tha thứ và buông bỏ. Đức Phật dạy cái mà nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật của tôi, ai ôm ấp thì đau khổ sẽ không bao giờ nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, cướp giật tôi, không ôm ấp thì đau khổ sẽ tự nguôi.
chúng ta biết khoan dung, chúng ta biết bỏ qua với cái lỗi của họ, và chúng ta biết tha thứ cho chính họ. Và ở đó chúng ta cái gì? Là chúng ta tự tạo cho chính mình một cái sự bình an vô cùng to lớn. Bởi vì sai lầm của người đã làm cho mình một phần tổn hại, nhưng mình không đáp lại cái sự tổn hại đó, cái sự thù hằn đó, chính là để không có cái quan kết, không có như là mèo với chuột, như là rắn ếch, không có chuyện đó. Cứ mạnh được yếu thua, không phải như vậy. Rồi đời đời chút kiếp, dòng luân hồi sẽ trải qua hoài như thế. Người ta chỉ coi tháng, coi ngày, coi năm, năm xuôi tháng hạn, giờ khắc tốt xấu vân vân. Xem ngày tốt, tháng tốt, năm tốt, có kỵ tuổi, có kỵ năm, kỵ tháng, vì không tất cả đều coi kỵ hay là coi không kỵ. Nhưng người ta cũng vẫn muốn xem, vẫn muốn như thế. Xem thì ai cũng xem ngày tốt, mà có tốt hay không. Ngày khai trương ngày này là muôn mai bán đất, cưới nhau ngày này chẳng lẽ đôi ở đời. Tức là coi như là tam nương, tránh đi cái tam nương. Bởi vì tam nương thì làm nhà chết chóc, không người ở, cưới vợ lẽ đôi. Nếu mà làm quan mà nhầm những làm quan mà quan chức mà chúng ta được coi như là thăng chức thăng quan vào đúng những cái ngày này, thì chúng ta bị trấn giữ miền xa, hay chúng ta bị đi, thì gọi là ngày nay tôi là bị đi. Nhưng điều bao nhiêu cuộc, bao nhiêu người, họ không có coi ngày, họ cứ vẫn mở, họ vẫn khai trương, họ cũng vẫn làm tốt. Bao nhiêu cái cuộc coi ngày coi giờ cho cuộc hôn nhân, và nó liên quan không chỉ những người mà ở bên có tinh thần ngoại cái tôn giáo của tôn giáo của Giê-xu đâu. Giê-xu cũng biết coi thờ của ngày của giờ nữa. Được. Và tất cả những người khi mà đến với nhau rồi thì cũng như thế nào, cũng 3 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, họ cũng ra tòa ly dị âm ầm đùng đùng, chứ là phải răng lông tóc bạc. Thì ở đó chính là nếu chúng ta suy nghĩ một cách căn bản, một cách tường tận như vậy, cho chúng ta mới suy nghĩ, chúng ta mới chấp nhận đối phó cái chuyện mà được tốt hay không được tốt của chính người đó, hay là bản thân của chính họ, không phải là riêng do ai tạo cho họ, mà chính tự họ đã tạo cho chính họ. Vậy thì cái giá trị của con người luôn luôn nhờ vay mượn, nhờ vả người ta. Mà đến khi chúng ta thất bại, chúng ta đau khổ, chúng ta bị nạn tai, cái người đối diện nhất là một mình đang vướng, đang mắc đó, chứ không ai mà giải cho ta. Chính ta phải tự giải cho mình. Giải nạn, giải hạn là chúng ta phải tự chấp nhận cái hạn, cái nạn đó của mình. Đó chính là cái quả dị thục, hay là cái hậu báo nghiệp nó xuất hiện. Chúng ta bị nạn tai, chúng ta bị bệnh hoạn, chúng ta bị mất mát tâm tư tình cảm, vợ chồng phân ly, con cái phân kỳ, rồi chúng ta lại chia tay nhau, vân vân, thì cái duyên kết hợp không còn nữa. Bây giờ lúc này thì đối với họ không phải là còn một là tiên nữ, hay còn là một chàng coi như là hoàng tử ở trong lòng, hay một không phải là một cái hình bóng rất là tốt đẹp nữa, mà đó chính là ác quỷ đối với nhau. Khi mà chuẩn bị ra tòa, khi mà không còn thương, không còn yêu nhau nữa, không còn quý trọng nhau nữa, hay là khi cái tình bạn mà không còn cái keo sơn, còn cái giữ gìn tình thương mến thương, thì đưa đến cái ân oán, đưa đến cái sự hiểu lầm vân vân, thì nhiều thứ, nhiều điều cho chính chúng ta chứ không ai cả, thì chính mình chứ không ai. Rồi bây giờ mình luôn luôn mình chấp rằng cái điều đó mình đúng, mình làm vậy mình đúng, thật sự đã là sai lầm hết. Biết thương nhau thôi, là phàm phu thì phải bị những cái lỗi lầm
chính họ gây cho mình cái lỗi lầm, hay là mình cho đã gây cái lỗi lầm cho người. Thì chúng ta đừng bao giờ đem những cái lỗi lầm đó của họ, mình vô tình gây cho họ hay là họ vô tình gây cho mình, làm một vết thương lòng. Mà chúng ta phải luôn luôn dùng cái cục tẩy, hay là chúng ta biết buông bỏ để xóa đi những cái điều đau khổ, những cái điều buồn, để chúng ta vẽ nên cho cuộc đời mình đặc sắc hơn, ý nghĩa hơn, tốt đẹp hơn. Thì cái sự chuyển hóa nó nhiều cách. Nhưng ở đây cái sự chuyển hóa nào cũng thế. Một, tức là dùng các hạnh lành mà như đã nói, có thể là bố thí để chuyển hóa cái nghiệp đau khổ của mình, cái nghiệp keo kiệt, nghiệp bổng sản của mình. Nhưng ở đây cái sự buông bỏ nó cũng chính là một giá trị tu tập, cũng là một giá trị chuyển hóa mà chúng ta cần phải hiểu. Chính Phật Pháp, cái đó là giá trị Phật Pháp đó quý vị. Chứ tự dùng các hạnh lành là giờ mình đúng kiến, mình làm lễ cúng dường trai tăng, mình làm lễ này để nọ, để lễ bái sám, là như để là hạnh lành. Quá sự tu tập đó là một hạnh lành. Một cái sự buông bỏ đó chính là tu tập thiền quán cao cả. Tức là không chấp. Là chúng ta hiểu được một phần nào cái tính vô thường, cái tính khổ não, cái tính vô ngã của các pháp. Đó là một sự chuyển hóa. Tu như vậy nó mới xả được. Người ta chửi mình, người ta mắng mình, mà mình không có cái gì, bởi vì chính mình mắng lại, chửi lại, bởi vì cảm thấy tôi bị xúc phạm, tôi bị anh xúc phạm, tôi bị anh nói nặng, vân vân. Thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm cách để ăn miếng trả miếng, để ân oán, để trả thù nhau. Chúng ta cũng mới biết buông bỏ cho chính bản thân mình nữa kìa. Để chúng ta chuyển hóa cho chính bản thân của mình, chứ không phải là cái chuyện mà chúng ta gây hành động tới cho người. Chúng ta ai lớn lên không từng vấp ngã, không từng đau thương. Ai chiến thắng mà không bao giờ chiến bại? Ai nên khôn mà chẳng dạy đôi lần? Mình đã lỡ, mình đã dạy khờ, mình làm những cái điều đó, hay mình bị va vấp những điều đó, thì tự chúng ta cũng phải biết tha thứ cho chính mình, biết chấp nhận cái sai lầm của chính mình, và tự nhiên mình phải biết tha thứ với cái lỗi lầm cho chính mình. Chúng ta nghĩ là tha thứ cho người, và chính chúng ta biết tha thứ, chúng ta biết triệt tiêu nó đi, đừng trở thành một cái vết thương lòng. Và đó chính là cái tưởng. Nhớ lại cái mình có một cái gì đó đau nhói trong lòng, như là một sự thiếu sót, như là một sự trừng phạt cái bản thân mình. Chúng ta suy nghĩ như vậy là sai. Biết là sai, mình đã làm sai, hiểu sai, từ nay không sai. Đấy mới là một cái yếu tố của cái sự chuyển hóa, của cái sự sửa chữa, để dùng các hạnh lành. Đầu năm, người ta chúc nhau những cái điều tốt đẹp nhất. Người ta sợ xui cái điều này, kỹ cái điều nọ. Nhưng là một người hiểu biết cái tính lý nhân quả và hiểu biết cái thực tế trong cuộc đời này, tất cả là màu mè, tất cả là sáu ngữ, để chúc những cái điều mà tốt đẹp nhất đến cho nhau mà toàn là sáu ngữ. Tức là cái lời nói nó không được như ý mình, hay là nó chẳng qua nói để mua lòng. Cho nên kính thưa quý vị, cái sự tu nó rộng lắm, chứ không phải chỉ là một cái điều mà nó chỉ mà chúng ta biết chuyển hóa, mà chúng ta biết buông bỏ. Cái giá trị thiền quán rất là cao,
Bởi vì ở đó mình hiểu được cái tính vô thường của tam tướng, cái tính khổ não, cái tính vô ngã. Nếu chúng ta hiểu được cái tính chất đó là chúng ta pháp rất là cao. Không phải chuyện bình thường đâu. Họ chửi mình, họ mắng mình, họ xúc phạm mình, tất cả cái gì đó mà chúng ta bực bội, nhưng chúng ta phải dừng lại, thôi cảm nhận. Thì chính là cái gì? Dùng cái kham nhẫn để đối trừ cái lậu hoặc đau khổ nó sẽ xuất hiện đến ta. Rồi chúng ta dùng cái gì? Dùng tu tập, dùng tri kiến để chúng ta đoạn trừ nó. Và từ chỗ đó chính là một giá trị tu tập hết sức là hiện thực, mà chính là một sự chuyển hóa. Trước nhất không cần chuyển hóa cái tâm của người, mà chuyển hóa cái tâm của mình, để cho nó ngay, để cho nó thẳng. Bởi vì cũng chính tâm này đúng hay là sai, cũng chính tâm này thật hay là giả, cũng chính tâm này là tâm lớn hay tâm hẹp lượng, vân vân, đều do tự tâm mà khởi, tự tâm mà xuất hiện. Quả thật không phải là triết lý hình ảnh gì ghê gớm, tự tâm mình thôi. Nếu mình cho cái đó nó tốt thì nó sẽ tốt. Mình muốn buông thì nó có thể buông được, nếu như chúng ta chấp nhận buông. Chứ coi như là nước sông không xâm phạm nước giếng nha. Nước giếng mà xâm phạm nước sông thì sẽ trả lại gấp đôi, gấp ba, gấp bốn. Thì người nào mà nói câu đó thì người đó quá là hung hăng. Bởi trong cái câu sám hối của Chư Tăng rất là hay quý vị. Nếu như hiền giả, tôn giả, do thấy, do nghe, do nghi, hãy nói lên, tôi sẽ ghi nhận cái lỗi mà hiền giả đã nói cho tôi. Tôi sẽ ghi nhận cái lời mà tôn giả nhắc nhở, những điều do thấy, do nghe, do nghi, hãy nói ra, tôi sẽ sửa chữa về sau. Mà cái câu đó đó, khi sám hối, là mình phải có một cái sự chấp trì, thủ trì, một giá trị của cái lời nhắc nhở, của cái lời khuyên nhủ. Và từ chỗ đó chúng ta chuyển hóa cho chính mình. Bởi vì cái sự nhắc nhở đó là cái sự nhắc nhở cao quý, cái sự nhắc nhở đó là sự nhắc nhở cao cả. Được người trí chỉ lỗi như chỉ chỗ chôn vàng, hay được các bậc thượng nhân thấy cái sai của mình mà biết, mà chúng ta biết để chúng ta sám hối và chúng ta ăn năn, chúng ta sửa sai, chứ không phải là một bài sám hối cúi đầu lại trước vũ đài con xin sám hối từ đại ăn năn vân vân. Cái giá trị sám hối đó, cái giá sự chuyển hóa cái tâm hồn đó mới chỉ bằng một cái lời kinh mà chúng ta đọc xuống thôi, mà phải chuyển hóa từ trong tâm ta. Rồi tự thân mình bị khuyết một cái giới này, tự thân mình có cái hành động để nó mất mát về cái giới kia, hay là cái sự tu tập nó bị đình trệ, không được tiến hóa. Thì kính thưa quý vị, chúng ta cũng phải biết chuyển hóa để cho nó được tốt đẹp. Chứ không phải ngồi đó mà cứ than trời trách đất, ngồi đó mà cứ khổ sầu thở than và đi những cái chuyện mà niềm đau nỗi khổ của chúng ta đã làm. Cuộc sống này, nếu chúng ta không hiểu biết cái con đường chánh đạo thì đi từ sai lầm này tới sai lầm nọ, đi từ cái khổ đau này tới cái khổ đau kia, nếu chúng ta hiểu thì chúng ta mới thấy quả thực ở trong cuộc đời này không dễ dàng. Không dễ dàng đâu. Không dễ dàng mà chúng ta có thể nói rằng là để chúng ta lại
vượt qua được. Nhưng muốn vượt qua được đó là chúng ta phải có một chánh kiến, chúng ta phải nhớ rõ ràng vậy. Bởi vì chúng ta mới dùng các hạnh lành được. Còn nếu không có tri kiến, ai cũng sẽ bị cái lỗi lầm, ai cũng sẽ vấp phải những cái niềm đau nỗi khổ trong cuộc đời này. Không ai mà không có một cái nỗi niềm riêng. Cái nỗi niềm riêng này có những người có thể nói ra, còn có những người không thể nói ra. Ngậm đắng nuốt cay đó, sống giữ chết mang theo trong cuộc đời, vân vân. Thì đó chính là cái cá thể của chính từng người ở trong cuộc đời này. Thì khi chúng ta nghĩ như vậy, tất cả không có một sự hoàn hảo ngoại trừ các bậc thánh, chứ còn tất cả là phàm phu, là còn bị lỗi lầm. Nhật Bản người ta nói con khỉ mà nó còn bị té nữa, mà còn bị té cây nữa, mà con khỉ nó rất là hay. Khi nó nhìn cái cây đó, nó biết nó có thể chụp được và nó truyền qua được, là cái cây đó nó rất là vững. Nhưng có những lúc nó cũng sai lầm. Thì đừng nói chi con người chúng ta, khi cái sự bực bội, khi cái lòng tham, khi cái lòng sân khởi sanh lên, thì chúng ta vướng phải nhiều cái điều tội lỗi. Mà cái điều này là do cái gì? Do chính chúng ta thôi. Chứ đâu có do ai. Nhà bác học Einstein đó, khi mà ông ta chế khi mà ông ta phát minh được một cái bóng đèn để nó phát sáng, thì nó thất bại rất nhiều lần. Và cuối cùng, từ cái sự thất bại đó, ông ta mới thành công. Mỗi sự thất bại là mỗi cái sự thúc giục đứng dậy. Cũng như cái vị hành giả, nếu biết tu tập, thấy cái phóng vật nó xuất hiện, vị ấy dùng chánh niệm tỉnh giác để ngăn chặn, để quay về với chánh niệm. Khi biết, khi liên tục, khi chánh niệm, khi phóng vật có mặt, lập tức bị triệt tiêu ngay, thì chúng ta từ từ rồi chúng ta sẽ cắt trừ được cái đau khổ. Chứ bây giờ sẽ ngồi, cứ ngồi xuống là thấy phóng vật, ngồi xuống phóng vật. Bởi vì phải bị phóng vật, chứ làm sao mà không phóng vật. Phải bị hôn trầm, làm sao không bị hôn trầm. Phải bị cái hoài nghi, chứ không phải khi mà bị, chúng ta vừa bị, chúng ta quay về với chánh niệm, nhớ giữ về chánh niệm tiếp tục nữa. Thì nó đâu có bị cái gì. Kính thưa quý vị, nếu chúng ta là người tu mà chúng ta không dùng các hành lành để chuyển hóa, thì chúng ta đã bỏ đi một cái điều kiện tốt, một cái hành trang hay là một tài sản quý mà Phật đã dạy cho ta qua xuyên qua câu kinh này, là những con người chúng ta dẫy đầy tội lỗi từ trong quá khứ cho tới ngày hôm nay, từ khi mà trầm luân khổ đau triền miên trong cuộc đời này. Chúng ta đã sát hại, trộm cắp, đã gian dâm, đã tà hạnh, đã dối lừa, đã say sưa, và khổ chúng ta tham ác, sân ác, tà kiến ác, nó dối, nó hay lời, nó đâm tục độc ác,
ý chúng ta sa mát, tha mát tân, sân ác, tà kiến ác, biết bao nhiêu là thời gian. Nhưng Đức Phật này vẫn dạy cho chúng ta một cái sự chuyển hóa bằng các hạnh lành. Phải nói rằng rất tuyệt vời nếu chúng ta không có sự suy nghĩ kỹ. Ngày đầu năm đầu tháng hay là những ngày Tết của đầu năm, đây chỉ là một thời gian chế định. Nhưng chế định đó, chúng ta hãy xem đó là một thời gian để mình chuyển các hạnh lành. Nếu đã được lành thì là càng lành hơn. Nếu như không được lành cho cuộc đời mình thì mình làm sao để chúng ta chuyển hóa nó được. Mà khi nãy chúng tôi nói biết, biết tha thứ cho người, biết buông bỏ cho người, và cũng chính tự mình biết tha thứ cho mình, mình biết buông bỏ cho mình. Từ nay cái đúng cái sai sẽ giai thủy hư vọng, xem như không có chuyện gì đâu, không có thật đâu. Rồi tất cả chúng ta gặp nhau đây, đây nè, đừng có quát hờn, đừng có buồn phiền nhau. Tại sao không tình thương mến thương? Tại sao không có tạo cho nhau một cái điều vui? Tại sao không tạo cho nhau một cái điều tốt đẹp để là hành trang để tất cả chúng ta mang đi tốt đẹp trong cuộc đời này, mà chúng ta lại phải giữ gìn, lại phải ôm ấp, lại phải làm nhiều cái điều đau khổ, uổng quá. Cũng như đó là một kiếp không tu muôn kiếp khổ. Nếu một kiếp chúng ta không tu thì nhiều kiếp khổ, chứ phải muôn kiếp thì nhiều kiếp khổ nữa. Và bây giờ chúng ta gặp được chánh đạo, chúng ta gặp được cái gì, cái lời Phật dạy, một cách chân truyền, một cách quý báu như vậy, thì chúng ta phải chuyển đổi các hạnh lành tà kiến, các cái hành động tà kiến để chúng ta thành tựu, để chúng ta tạo các cái nhân của chánh kiến để xa trừ nó, tránh nó. Cũng như chúng ta gặp gần bạn hiền, sợ gặp gần kẻ ngu, cũng như thế đó. Phần giải rất hay, chúng ta thấy nếu chúng ta biết được cái điều ác thì chúng ta sẽ chuyển hóa hạnh lành. Cũng như là người mà ngu biết mình ngu có thể thành người trí, mà người trí, người ngu mà cho rằng mình trí ấy, tức là trí của kẻ ngu. Khi họ không sợ những cái điều tội lỗi, họ không sợ, họ không có lòng tàm, không có lòng quý làm các cái việc ác, thì chắc chắn rằng đau khổ ở hôm nay và ba đau khổ ở ngày sau nữa. Cho nên cái ngày đầu năm này tuổi tác có như thế nào, sinh mạng có ra sao, tất cả đều do cái nghiệp hậu, do cái nghiệp quả riêng từng cá nhân của mọi người, mà không một thần linh thượng đế nào ban phước hay giáng quả cho ta cả, mà chính ta, tự ta là một thượng đế ban phước cho ta, hay tự ta là một người chúa tể để mang tội tới cho mình, để tự làm mình gây ra tội tự mình thôi. Cho nên mong tất cả chúng ta sẽ được chuyển hóa với những lỗi lầm, với những cái điều mà chúng ta chưa có được hoàn bị, chưa có được tốt đẹp. Bởi vì tất cả còn phàm phu, thì bất thiện tâm phải còn. Mà bất thiện tâm thì quả bất thiện tâm phải có, sẽ có. Và nếu như thiện tâm khởi sanh thì quả thiện cũng có, và chắc chắn sẽ phát sanh đến. Do chúng ta có cái chuyển hóa, có cái sự buông bỏ, có cái sự từ khước, vân vân, thì chúng ta sẽ được an lạc. Chỉ kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày qua cái bài học hôm nay, và cũng là cái ngày chương trình của ngày xuân đặc biệt của xuân Nhâm Dần là như vậy. Một lần nữa chúng con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài được an lạc, được tấn hóa trong năm Nhâm Dần này. Kính chúc toàn thể đại chúng
được yên vui, được an ổn trong đời sống, để tất cả chúng ta được tu tập tốt đẹp. Và cuối cùng xin kính dâng phần phước lành này đến Đức Trời Đệ Thích Tuệ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên, vị địa chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên, các vị chư linh ở chùa Đức, chùa Quảng Nghiêm, cũng như tất cả thân bằng nguyện thuộc của chúng tôi và quý vị, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa, và mong cho tất cả được sống an lành dưới ánh từ của Tam Bảo, của Phật, của Pháp, của Tăng. Cũng mong tất cả chúng ta chuyển hóa được tốt đẹp những gì mà chúng ta còn thiếu sót, còn đau khổ. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tham Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Sa thú, kính trưng thượng tọa Thích Quyền với pháp thoại vừa rồi. Và thưa quý vị, tiếp đến là phần nghi thức lễ Tam Bảo đầu năm, và hôm nay chư tăng sẽ tụng kinh Đạo Vị Ngàn. Bây giờ thì xin được kính cung thỉnh chư tăng chùa Viên Giác Vĩnh Long với Đại Đức Thủy Tri, Đại Đức Thủy Đức và Đại Đức Thủy Định để bắt đầu cho khóa lễ. Xin kính thỉnh quý ngài. Những kính lễ tuyên đội giác đẳng, tuyên đội thị quyền cùng chư rung đức đang hiện diện trong rung. Kính đại thầy, kính chào đại chúng. Xin phép được bắt đầu khóa kinh ngày 4 tết. Nam mô ta sa pha ga qua tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga qua tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa nam mô ta sa pha ga qua tu a ra ha tu sam ma sam bu tha sa Iti piso phagawa arahang sammā sambuddho vicca carana sambanno sugato lanotaro purisa dhamma sarathi sattha deva manusānang buddho phagawati tang araha diguna sangyotang buddhang sirasanamami tang Tang ime hi sakare hi afibu chayami swakato bhagavata thammo sandhetiko akaliko ehi basiko opanahiko bachatang venetapo vinyo hititang swakata digunasang yotang thammang sirasana mamitang cha thammang himehi sakare hi afibu Jayami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Nyāyapatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Sāmicipatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Yadidaṃ cattari purisa yugāni Niyattha purisa bhoggalā Sapagavato Sāvaka Saṅkho Ahuneyo Bahuneyo Dakhinayo Anchalikaraneyo Anuttaraṃ Puṇyakhetaṃ Lokasatitaṃ Supatipanna Digunasaṃ Yuttaṃ Saṅkhaṃ Sirasānamāmitaṃ ca Saṅkhaṃ Ime Hisakkarehe Afibhu Jayami Sampothe Atavi Sancha Dvada Sancha Sahasa Kepancha Sata Sahasa Ninamami Sirasa Aham Te Sangham Mancha Sangham Chahanare Nanamami Hang Namakara Nufave Nahang Tuasape Opatave Aneka Antaraja Pivina Santo Asi Sato Sambute Pancha Panyas
Iti piso phagavada namparami sambanno Iti piso phagavada na upaparami sambanno Iti piso phagavada na paramata parami sambanno Iti piso phagavasi na parami sambanno Iti piso phagavasi na upaparami sambanno Sambanno iti piso phagavasi la paramatha parami sambanno iti piso phagavane kamma parami sambanno iti piso phagavane kamma upaparami sambanno iti piso phagavane kamma paramatha parami sambanno iti piso Phagavā paññā parami sambanno iti piso Phagavā paññā upaparami sambanno iti piso Phagavā paññā paramattha parami sambanno iti piso Phagavā viriya parami sambanno iti piso phagavā viriya upaparami sambanno iti piso phagavā viriya paramattha parami sambanno iti piso phagavā kante parami sambanno iti piso phagavā kante upaparami sambanno iti piso phagavā Kante paramattha parami sambanno iti piso phagavā saccha parami sambanno iti piso phagavā saccha upaparami sambanno iti piso phagavā saccha paramattha parami sambanno iti piso phagavā thetthana parami sambanno iti piso phagavā atithana upaparami sambanno iti piso phagavā atithana paramattha parami sambanno iti piso phagavā metta parami sambanno iti piso phagavā metta upaparami sambanno iti piso phagavā metta paramattha parami sambanno iti piso phagavā upekkha parami sambanno iti piso phagavā upekkha upaparami sambanno iti piso phagavā upekkha paramattha parami sambanno iti piso phagavā rasa parami sambanno iti piso phagavā rasa upaparami sambanno iti piso phagavā rasa paramattha parami sambanno Đường tu bố thí đứng đầu vì tha là tâm vô cầu là tâm. Không vì thương ghét sơ thân bàn tay bán bố nào phân biệt gì.
Hy sinh ngoài Phật tử chi hoặc luôn mạng sống xá gì huyền thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Thiện nhân giới hạnh nghiêm trì nỗi làm suy nghĩ luôn khi dự định. Nuôi ý lực dưỡng tâm lành cắt ghi kiết vượt phá thành mê si. Hy sinh ngoài Phật tử chi hoặc luôn mạng sống xá gì huyền thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Xuất gia vốn hành lý trần quyết ra nhà lửa bỏ thân luân hồi. Lời danh quyến thuộc xa rời độc cư thanh tịnh sống đời xa ly. Hy sinh ngoài Phật tử chi hoặc luôn mạng sống xá gì quyền thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Đèn tâm trí tuệ sáng ngời bởi vô lượng kiếp cung bồi huệ căn. Phân minh thiện ác giả chân điều hay chuồng học bản lành tương tri. Hy sinh ngoài Phật tử chi hoặc luôn mạng sống xá gì huyền thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Chính do nghị lực tinh cần vượt qua bề ải chứng thân đại hùng. Kiên trì giữa cuộc lao lung càng nhiều chứng nghịch thêm công tu trì. Hy sinh ngoại vật tử chi hoặc luôn mạng sống xá gì huyền thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Đức tu nhận nại vàng năng nuốt điều cái đắng nuôi phần tính anh. Chồng gái khéo tạo tâm thành xưa nay nguyện lượng hành trình gian nguy. Hy sinh ngoài vật tử chi hoặc luôn mạng sống xá gì huyền thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Thiện hiền chân thật không hoa quy dình lẽ thật như là bảo châu. Chân tâm ấy đạo nhiệm màu nói làm nhật quán cho dù nhiệm huy. Hy sinh ngoài Phật tử chi hoặc luôn mạng sống xá gì huyền thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Bởi do chỉ nguyện về dẫn đường biệt nơi cứu cánh mà đương lối về. Bờ kia là đạo Bồ Đề tử lòng đã quyết bến mê phải lìa. Hy sinh ngoại vật tử chi hoặc luôn mạng sống xá gì huyền thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Hạnh lành từ ải bao la chúng sanh bốn loại trang hòa tình thương. Lòng như cam lộ suối nguồn rải ban phúc lạc lệ tuôn quản gì. Hy sinh ngoài vật tử chi hoặc luôn mạng sống xá gì quyền thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn chúng con nguyện bước theo chân đại từ. An nhiên hành xả giữa đời khen chế đặng thật khổ vui thường tình. Điều tâm dự ý quân bình trong cơn bạo loạn biệt trình chánh trí. Hy sinh ngoài vật tử chi hoặc luôn mạng sống xá gì quyền thân. Phật xưa pháp độ vẹn toàn chúng con nguyện bước theo chân đại từ. Chính trong bể khổ cuộc đời đại hùng lập nguyện cứu người cứu thân. Ba la mật hạnh vẹn toàn giảm quên mang sống quyết tâm thực hành. Nhờ ân thiện thể cha lành muôn loài vượt thoát từ sanh luân hồi. Yang dun nimit ang awa manggaleng cayo cha mana bo sakuna sasato baba kahodo supinang akantang bo thanu pagwe na wina samento yang dun nimit ang awa manggaleng cayo cha mana bo sakuna sasato baba kahodo supinang akantang thamanu pagwe na wina samento yang dun nimit ang
Akasatha chapumatha devanaga mahetika bunyang no anumodantu chiram rakkantu sasanam rakkantu nogaro rakkantu nyata yo rakkantu panino rakkantu no sada. Dạ, khóa kinh mùng 4 Tết. Chúng con đã vừa tụng xong kinh thần tôi đã giật đẳng với lại. Sa thủ cái trình chi tăng chùa Viên Giác với khóa lễ vừa rồi. Bạch Chí Đức và thưa quý Phật tử, hôm nay chúng tôi sẽ dành chi tiết pháp đàm để nói về những pháp ba la mật. Nhưng mà rất hoan nghĩ là hôm nay chúng ta có thực tập pháp đăng, thượng tọa pháp tân, thượng tọa tuệ quyền. Trước khi chúng tôi nói về pháp ba la mật thì xin được thỉnh chư tôn đức có lời để gọi là tâm nguyện hay là lời chúc tân xuân chúc nguyện đầu năm gửi đến quý phật tử nhân ngày mùng 4 Tết này. Tại vì mấy ngày qua cũng có ngày có chư tôn đức đầy đủ, có ngày không có. Hôm nay thì thượng tọa tuệ siêu cũng bận công việc phật sự, thượng tọa không vào được. Trước nhất xin được hỏi thượng tọa pháp đăng, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa pháp đăng nghe được, xin thỉnh thượng tọa cầm mic và nói cho phải được. Dạ, kính thỉnh thượng tọa. Dạ, mấy bữa Tết thì bữa mùng 3 thì ngày thượng tọa đi siêu, ngày lại lên trên chùa Từ Quang ở Sài Gòn để thuyết. Bữa nay thì còn đi vượt qua nhân trạch để thuyết giảng. Ngày về cũng tranh thủ qua một chút xíu. Thì hôm nay thì cũng mùng 4 Tết cổ truyền dân tộc, năm Nhâm Dần, Tết cổ truyền. Thì trước thì con kính chúc chư Tăng năm mới chư Tăng được nhiều sức khỏe, hoằng pháp lời sanh, mang lại sự an lạc cho chúng sanh, và mãi là những điểm tựa cho chúng con nương nhờ. Năm mùng 4 Tết thì xin chúc cho các vị thiện nam tín nữ một năm mới sức khỏe, tăng trưởng lòng tin và tăng trưởng trí tuệ để học hiểu Phật pháp, và sớm làm cái duyên lành để đưa đến sự giác ngộ giải thoát trong tương lai. Thì ngày Tết thì không có gì, cũng 365 ngày chọn những ngày xuân để mình dọn dẹp nhà cửa, sửa sang, may áo quần mới, dọn nhà, dọn cửa, sơn phết lại, sửa sang, bông hoa, trái cây để thành bàn thờ để cúng ông bà. Thì cái truyền thống dân tộc Việt Nam là như vậy. Thì và năm mới thì chúng ta cũng hãy nên suy nghĩ và làm mới cái tâm của mình. Nghĩa là mới cái tâm mình là mình suy nghĩ về Phật pháp, suy nghĩ về cái Tết này, và mong rằng mình sẽ được an lành trong trọn năm, và mong rằng phước báo công đức luôn hộ trì cho mình vượt qua được cái dịch bệnh Covid này, để tăng trưởng cái thiện pháp. Thì năm mới chúc quý vị được kiện toàn như ý, được an lạc như ý. Bây giờ thì con xin gửi biết lại cho thượng tọa. Sa thủ kính trình thượng tọa pháp đăng với lời chúc lành vừa rồi. Xin thỉnh thượng tọa pháp tân, không biết thượng tọa pháp tân cầm biết được không? Nếu thượng tọa pháp tân nghe được, xin thỉnh thượng tọa có vài lời chúc xuân đầu năm. Nhưng hôm nay có mặt đông đảo chư tôn đức và quý phật tử, có lẽ thượng tọa pháp tân không có trước máy. Thượng tọa tự nguyện ấy xin thỉnh thượng tọa khoan hỷ có vài lời chúc lành trước khi pháp đàm, không biết thượng tọa tự nguyện có nghe được không? Dạ, kính thưa thượng tọa tự nguyện. Dạ, có nghe được. Dạ. Nam mô Bụt Thầy, giá Nam mô Tham Ma, giá Nam mô Sang Khai, giá cầu kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa pháp đăng, thượng tọa pháp tân, thượng tọa minh hạnh, đệ đức tự tri, đệ đức tự đức, sư nguyên thông cùng chư tăng đang hiện diện, thăng chào đến với trường nữ cùng chư phật tử. Dạ, lời đầu tiên của chúc mừng
Con xin kính đảnh lễ chúc mừng đến Chư Tôn Đức Tăng. Một năm mới này có nhiều sự an ổn trong cái đời sống phẩm hạnh tu tập, và mong quý ngài luôn luôn trao truyền rao giảng chánh pháp để cho tất cả đại chúng được nương nhờ. Và kính chúc đến toàn thể chư quý vị, quý tu nữ cùng chư Phật tử một năm mới Nhâm Dần này gặp nhiều cái sự thuận duyên, an ổn về cái đời sống vật chất cũng như tinh thần, để tất cả chúng ta hộ trì tam bảo phụng sự Phật pháp và kính cúng dường và hướng phước đến cho tất cả, đến Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể chư quý vị, mong tất cả chúng ta được an vui, được tấn hóa ở trong Phật pháp. Và con cũng xin sám hối đến Chư Tăng và cáo lỗi quý vị nếu như một năm qua là con đã có vô tình hay thiếu sót những cái gì, mong các ngài từ bi tha thứ cũng như chư quý Phật tử bỏ qua cho. Và kính đảnh lễ quý ngài và thân chào toàn thể quý vị. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tha Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Sa thú kính trình Thưa Tòa Tự Quyền. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Pháp Tân có ở trước máy và có nghe được không? Nếu được kính thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân cầm mic nói cho vài điều. Có lẽ Thượng Tọa Pháp Tân không nghe được. Xin được thỉnh Sư Minh Thông. Sư Minh Thông có nghe được không? Dạ, xin thỉnh Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con kính lễ Sư Phụ Giác Đẳng và toàn thể chư vị giảng sư, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Tuệ Tri, Đại Đức Tuệ Đức và chư Tăng, cũng như là con kính chúc toàn thể chư Phật tử có mặt trong rung. Dạ, bài học hôm nay là mình học cái bài mà do một vị Thánh Tăng, Ngài Angulimala. Bài này nó nằm ở trong Kinh Pháp Cú, là ai dùng các hạnh lành xóa, làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Và đó là một lời dạy rất vô cùng quý báu của Ngài Angulimala, một đệ tử của Thế Tôn và đã chứng thánh quả. Dù trong quá khứ Ngài đã làm nhiều việc ác do bạn bè xấu xa nó tạo nên cái điều đó, cho nên là Ngài trong cái vô minh là Ngài làm vậy, nhưng mà gặp Đức Thế Tôn Ngài đã hoán cải và giảng dạy, và Ngài đã theo Thế Tôn và tu hành và đã chứng được A-la-hán, Ngài để lại cái bài kinh này. Và vì vậy con thấy là tất cả chúng ta nếu mà theo học cái bài kinh này, là ai dùng các hạnh làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng được đời này như trăng thoát mây che, và chúng ta thực hành được như vậy thì cuộc đời của chúng ta sẽ được hạnh phúc ở cái đời này đời sau. Và nhờ có cái căn bản này mà tạo lập được những cái ba la mật này, thì chúng ta có thể qua nhiều kiếp có thể từ từ chứng đắc những tầng thiền và những thánh quả Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao máy lại cho Sư Phụ để Sư Phụ giảng dạy thêm những điều mà Sư Phụ cần giảng dạy cho chúng con tu học. Xin chân thành cảm ơn chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời Sư Phụ trở lại mai. Xin thiên sư Nguyên Thông. Kính bạch Chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, trong phần pháp đàm ngày hôm nay xin được nói về ý nghĩa của bài kinh mà chúng ta tụng trong nghi thức lễ Tam Bảo và tụng kinh đầu năm. Bài kinh ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta tụng bài kinh Đáo Vĩ Ngạn. Chữ Đáo Vĩ Ngạn là một cái từ dịch từ chữ Parami. Đáo Vĩ Ngạn nghĩa là đưa đến bờ bên kia. Và
Đó là ý nghĩa của chữ parami. Dạ. Chữ para là bên bờ bên kia. Dạ. Đức Phật Ngài thường dùng cái ý niệm của bờ bên này và bờ bên kia để chỉ cho trầm luân sanh tử và niết bàn. Parami là pháp đưa đến bờ bên kia, hay gọi là đáo vĩ ngạn. Thật ra thì cho dù dịch là đáo vĩ ngạn, nhưng mà vẫn không có lột được hết cái ý của chữ parami. Do vậy các bậc thiền đức thời xưa khi mà chuyển dịch thì các ngài thấy rằng dịch không đủ thì thôi, nên âm gọi là âm là ba la mật. Ba la mật là chữ âm, đáo vĩ ngạn là chữ dịch. Và thật ra người ta còn có một chữ khác dịch rất là nổi tiếng, đó là chữ độ. Chữ độ như là một cái tác phẩm rất là nổi tiếng của Ngài Long Thọ là Đại Trí Độ. Đại Trí Độ là một từ khác của cái phiên âm Bát Nhã Ba La Mật. Maha Bát Nhã là Đại Trí, Ba La Mật là Độ. Thành ra thay vì dịch là Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa thì ta dịch là Đại Trí Độ. Trí độ nó cũng có nghĩa là sự chuyển hóa. Rất là thú vị là ngày nay người ta có một cái chữ xài hơi thông tục một chút, là trong dân gian người ta dùng chữ độ là một hình thức cải biên. Thí dụ như là có những người họ chơi xe, họ mua chiếc xe về họ độ lại, tức là họ cải biên lại một chút, họ chỉnh sửa một chút. Và chữ độ cũng có nghĩa là sự chuyển hóa. Dạ, sự chuyển hóa. Như là chúng ta nói là chuyển mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Thế đây chúng ta nên hiểu là trong con đường tu tập thì có hai cái pháp rất là nổi bật ở trong kinh điển của Đạo Phật. Một là con đường tam học giới định tuệ, và thứ hai là ba la mật. Con đường tam học giới định tuệ là con đường truyền dạy của chư vị chánh đẳng chánh giác của Đức Phật, hay là Bát Thánh Đạo đó. Bát Thánh Đạo hay tam học là khi mà Đức Phật này giác ngộ rồi thì Ngài chỉ dạy con đường Bát Chánh Đạo như là một cái sự giảng giải trường tận đầy đủ trực tiếp dẫn đến giác ngộ giải thoát. Trong lúc đó thì Ba La Mật là con đường tu tập có tính cách gián tiếp, mà nó là do sự dọ dẫm của chư vị Bồ Tát khi mà các ngài luân hồi đó. Các ngài không có cái trí tuệ của một vị hoàn toàn giác ngộ, nhưng mà qua đó các ngài xây dựng một số những cái nền tảng để làm cái điều kiện giác ngộ giải thoát về sau này. Thì chúng ta có thể tạm gọi là Ba La Mật là cái nền tảng gián tiếp để sau này thực hành tam học giới định tuệ như là một phương pháp trực tiếp. Hai sự khác biệt này tương đối cũng lớn. Thật ra thì thời Đức Phật còn tại thế đó, bởi vì Đức Phật đã ra đời và Ngài đã giảng giải sự tu tập, nên khi thời Đức Phật còn tại thế nói nhiều về giới định tuệ, về Bát Chánh Đạo, mà thời Đức Phật không nói nhiều về Pháp Ba La Mật. Pháp Ba La Mật thì chỉ tìm thấy trong những câu chuyện tiền thân và Chát Thác Cá. Tuy nhiên, sau khi Đức Phật về viên tịch 500 năm thì có một cái phong trào gọi là hưng khởi của Phật giáo Đại Thừa. Phong trào này người ta nói về Bồ Tát Đạo, và Bồ Tát Đạo là con đường nhập thế, con đường đi vào cuộc đời. Thật ra Evercoinsy gọi cái Phật giáo nguyên thủy là Phật giáo tu viện, và Phật giáo phát triển về sau này là Phật giáo nhập thế. Thì khi người ta nói nhập thế đó, thì hình ảnh của chư vị Bồ Tát ở trong các kiếp tiền thân đó, có vẻ gần gũi hơn là cái đời sống có tính cách là đóng khung trong khuôn khổ giới định tuệ. Thật ra người ta nói nhiều về con đường hành trì Ba La Mật Hạnh. Trong cái hành trì Ba La Mật Hạnh này thì
Thưa quý vị, sư Nguyên Thông Hoa Kỳ để ý đó là khi sư sử dụng cái bàn phím và đánh tiếng Phạn Pali đó, thì cái bàn phím đó nó cũng là một cách activate cái mic ở trong activate cái mic ở trong PowerTalk. Đó là cái conflict như vậy. Thật ra khi mà mình dùng đánh tiếng Phạn là tự động cái mic mình on. Sư để ý cái đó. Thì thưa quý vị, con đường bắt chánh đạo là con đường trực tiếp, là được giảng giải bởi cái tuệ giác của một vị đã hoàn toàn giác ngộ. Còn cái pháp tu ba la mật á, là một pháp gián tiếp, nhưng mà là pháp này lại được thực hành bởi chư vị Bồ Tát mà các ngài dọ dẫm cái bước đi trong kiếp luân hồi, chưa giác ngộ nhưng mà các ngài tự nghĩ ra. Và do vậy hai cái pháp tu ba la mật và tâm học với định tuệ đó, nó tương đối hai cái tính cách khác nhau. Và dĩ nhiên thời Đức Phật còn tại thế đó, thì trong giáo pháp của vị Phật đó, thì nói nhấn mạnh về tu tập giới định tuệ, chứ không có nói về pháp tu ba la mật. Về sau này thì người ta nói nhiều hơn. Và đặc biệt đó, bởi vì sự hành trì ba la mật nó liên quan đến tiền thân của Đức Phật, và những câu chuyện tiền thân lại là một câu chuyện được quảng diễn rộng rãi ở trong kịch nghệ, ở trong mỹ nghệ, ở trong các cái tranh tượng, bích họa, ở các chùa chiền, ở các tu viện. Do vậy có cái ảnh hưởng về pháp ba la mật trong cái dân gian rất là sâu rộng. Thì mười pháp ba la mật là gì? Mười pháp ba la mật đó là mười cái pháp mà tu tập để chuyển hóa cái căn tính cố hữu của chúng sinh ở trong cuộc đời này. Chúng ta tu tập thì thưa quý vị, hay là chúng ta sống, điều quan trọng là cái đức tánh. Và có những cái đức tánh nó khiến cho chúng ta trở nên rất là thuận lợi ở trong sự tu tập. Mà có những cái cá tính nó rất là ngăn ngại cho sự tu tập. Và những cái cá tính hay là những đức tánh là cái gì tốt đó, thì nó đến từ một cái hiện tượng gọi là thói quen, hay là thường thân y duyên trong cuộc đời. Thí dụ như thói quen hay hẹp hòi, ích kỷ, thói quen rộng rãi, thói quen hay ganh tị, thói quen tâm khoan dung, thì một phần đó là cái đức tánh, nhưng cái đức tánh này nó đến từ cái cá tính mà ra. Và cái cá tính này có nhiều khi, thí dụ như mình biết là cái sự ganh ghét á, đố kỵ nó là xấu, nhưng mà mình vẫn không có bỏ được, tại vì lý do mình lỡ, mình vốn dĩ là nặng cái cá tính như vậy. Rồi một trong những cái sự quan trọng của đời sống tu tập đó là làm sao để thay đổi cái thói quen, thay đổi cái bản tính của chúng ta. Và ba la mật có một cái giá trị lớn trong cái sự thay đổi bản tính. Và mười pháp ba la mật đó là bắt đầu là sự bố thí ba la mật. Bố thí tức là biết cho hay là biết buông xả. Nếu chúng ta nhìn vào tất cả những cái danh mục liệt kê về thiện pháp thì pháp bố thí là pháp đứng đầu. Pháp bố thí là một phương pháp thực hành cụ thể, và đồng thời nó cũng giúp cho trái tim của chúng ta nó mềm ra, chúng ta dễ dàng. Người nào mà khó tu thì nên bắt đầu bằng sự bố thí. Bố thí tức là cái gì mà mình có, ví dụ như ở trong tay mình có 10 đồng mà mình có thể dám đem cho 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng, 5 đồng, thậm chí cả 10 đồng rồi. Thì cái cho đó, nó là một sự buông xả. Và đó là một cái nhịp cầu đầu tiên giúp cho chúng ta đi vào trong cái thế giới của thiện. Nó là một cái việc làm cụ thể mà khiến cho chúng ta có khả năng để chuyển hóa, để thay đổi. Thật ra, bố thí là thể hiện sự xả tài, sự buông xả, biết cho. Khi chúng ta biết cho tức là chúng ta đã bắt đầu biết tu rồi. Một cái người tu mà không biết cho, không biết buông xả đó, thì thật ra chúng ta rất là khó tu. Buông xả nó có nhiều cái ảnh hưởng rất là tích cực trong đời sống của mình. Thật ra bố thí là pháp biết cho. Thứ hai là trì giới. Trì giới ở đây tức là
chỉ cho cái khả năng uống mình theo cái kỷ luật. Ở đây thì chúng ta sẽ nói một cái tóm tắt rằng sống với nguyên tắc là một điều không dễ. Bởi vì có những người mà họ quen sống với cái tâm tư của một con thú hoang, rất là khó để mà đặt mình vào trong khuôn khổ nào đó. Ngay cả các vị xuất gia cũng vậy. Chúng tôi thấy rằng một trong những cái tính cách mà khó của người tu, tức là cứng đầu khó dạy. Cứng đầu khó dạy tức là chúng ta thấy điều tốt nhưng mà chúng ta không thực hành, cứ khư khư chấp thủ lấy của mình. Nhưng mà trì giới có nghĩa là mình bỏ đi cái câu chấp, cái cố chấp cá nhân, mà chúng ta tập hòa mình vào một cái gì đó, cái gì nào đó. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi nghe một câu chuyện tình cờ thôi, hai vị sư, một vị ở chùa Bạc Nám và một vị sư khác ở xa đến xin ở chùa Bạc Nám để đi học. Chùa Bạc Nám ở bên Thái Lan đó là một ngôi chùa lớn, học tăng Việt Nam rất nhiều. Nhưng mà ngôi chùa này có cái đặc biệt là có một cái cách khmer, tức là mặc y cũng hơi khác với người ta, và cái màu y thì nó hơi sáng. Và cái vị sư mới đến đó, thì vị sư này muốn ở chùa Bạc Nám, nhưng mà vị sư này rất là ghét màu y đó, nói màu y nó sáng không hợp với mình, và vị rất là ghét cái cách mặc y của chùa Bạc Nám. Và vị này mới nói vị kia là con rất là muốn ở chùa, nhưng mà con thấy cách mặc y và ở đây con ghét lắm, con không muốn. Thì vị sư kia cười nói rằng mình thử mình làm theo đi, và vấn đề không phải là mình thích hay không thích, nhưng mà mình làm theo người ta sống sao thì mình sống vậy, để xem như là một sự thích nghi đầu tiên. Một cái lời khuyên đó rất là chí tình. Con người mình sống đó, mình không có khả năng đặt mình vào trong một cái nguyên tắc huấn luyện đó, thì mình không có tiến bộ được. Quý vị thấy ngày nay đó, ở bên Mỹ họ có cái trường hợp gọi là bootcamp. Bootcamp tức là những cái trại huấn luyện cho những người, đa phần là những học sinh cứng đầu khó dạy, mà vào trong đó, vào trong bootcamp một thời gian để có thể được thủ huấn, được tôi luyện, và tôi luyện có thể sau này trở thành một quân nhân hay là một cảnh sát. Nhưng mà nó làm cho con người mình giống như một cái chất kim loại mà được đưa vào trong lò luyện kim đó, thì nó mới trở thành phẩm được. Còn kim loại mà không có luyện kim sao thành phẩm được. Thành ra trì giới nó là cái khả năng sống với nguyên tắc, và khả năng sống nguyên tắc thì điều này chư vị Bồ Tát các ngài cũng thực hành. Và các ngài rất là dễ dàng để thích nghi với những nguyên tắc và để hành trì những nguyên tắc mà không có trở ngại. Điều thứ ba đó là Nekhamma Parami, mà có nhiều khi dịch là xuất gia Ba La Mật hay là ly dục Ba La Mật, nhưng mà chỉ Nekhamma đó có nghĩa là cái khả năng để nó là một cái định hướng chung, một định hướng quan trọng nhất là khi mà dịch là xuất gia Ba La Mật hay là ly dục Ba La Mật, tức là cái tâm hướng cầu giải thoát. Chứ hướng cầu giải thoát ở đây nó có mang hai cái nghĩa, một là hướng thượng, và thứ hai nữa đó là cái khả năng để rũ bỏ sau lưng những cái tầm thường của cuộc sống. Thật ra thì thưa quý vị, phần đông chúng ta đó sống hay nặng lòng với những cái tầm thường. Dạ, rất hay nặng lòng tầm thường. Giống như là ngày Xá Lợi Phất này có một đệ tử đi ăn xin, mà xuất gia rồi sống đời sống cao quý, nhưng mà khi mỗi khi cầm lại cái tô bể mà ngày xưa đã từng cầm để đi ăn xin, thì lại nhớ cái đời sống phóng túng tự do ở bên ngoài, mặc dù đi ăn xin, hơn là cái đời sống xuất gia. Sau này khi mà dứt bỏ được thì mới giải thoát được. Thì ở đây cái tâm hướng thượng đó, hướng cầu cái gì rộng lớn cao đẹp đó, nó sẽ giúp cho chúng ta sống tốt. Người ta nói rằng cái ngôi sao bắt đầu là một cái định hướng mà chúng ta không dễ đạt đến, nhưng mà nhờ cái định hướng, nhờ sao bắt đầu mà chúng ta có thể định được cái hướng đi của mình. Thì cũng vậy, trong cuộc sống, một con người mà có cái chí hướng tốt, một cái hoài bão tốt, một cái hướng đi đến phương trời cao rộng, thì chúng ta có thể bỏ cái tầm thường sau lưng. Thì cái Nekhamma Parami rất là quan trọng. Đó là cái định hướng tốt
tức là định hướng giác ngộ giải thoát. Chư vị Bồ Tát trong kiếp luân hồi thì các ngài luôn luôn là có cái tâm hướng thượng, nghĩ đến giác ngộ giải thoát là một điều cao cả. Và nhờ nghĩ đến như vậy đó, do đó nó không có vướng vấp bởi những cái tâm thương. Con người chúng ta rất là lạ, đó là nếu chúng ta sống mà không có hoài bão lớn, không có chí lớn, thì chúng ta hay dễ bị kẹt với những cái không đáng trong đời sống này. Tại Nikkhamma Parami là một định hướng, là một cái chí hướng rất là quan trọng trong cuộc sống. Cái pháp ba la mật thứ tư gọi là Banyaparami, tức là Banyaparami, tức là trí tuệ ba la mật. Đây là một điểm tương đối là gây tranh luận lớn để tạo một cái ngã rẽ giữa hai cái tông phái Phật giáo về sau này. Nhưng mà ở đây chúng ta nói đầu tiên là trí tuệ có nghĩa là cái khả năng sống sáng suốt, cái khả năng sống có biết cân nhắc, khả năng sống có hiểu tình lý, hiểu nhân quả. Chư vị Bồ Tát thì các ngài không bao giờ sống, không bao giờ tu tập mà bằng cái tâm ly trí hay là mù quáng, mà các ngài sống luôn luôn có sự suy xét. Đây là cũng một cái đặc tính chói sáng. Và trong trí tuệ hay là tâm hợp trí, để tâm sống với trí tuệ đó, thì thưa vì nó lại là cái nền tảng sau này, khi mà cái đức điểm cao cả thành tựu tuệ giác đó, thì đặc biệt là chư vị toàn giác đó, đạt đến thì nhất thiết chủng trí. Dạ, nhất thiết chủng trí. Nhất thiết chủng trí ở đây cũng là một cái đỉnh điểm cao của trí tuệ. Nhưng mà cái đặc tính sống với trí tuệ đó là một trong những đặc tính chư vị Bồ Tát. Sở dĩ khi nãy chúng tôi có đề cập đến là một sự tranh luận đó, bởi vì theo Phật giáo Nam truyền hay là phong thủy đó, thì trí tuệ ba la mật là phương tiện. Nhưng mà Phật giáo Bắc truyền thì xem Bát Nhã ba la mật là cứu cánh. Hai cái đó thì nó tạo được tranh luận lớn. Chúng ta không muốn bàn sâu ở tại đây, tại vì nó không có đủ thời giờ, chúng ta còn phải đi qua nhiều pháp khác. Nhưng mà khi mà nói đến cái cứu cánh thì chúng ta nghe câu là yết đế ba la yết đế, ba la tăng yết đế, ta bà ha, đó tức là gate gate, bara gate, bara sam gate, swaha, tức là hãy đi, tức là rồi hãy đạt đến bờ bên kia và đạt đến một cái viên mãn. Thì bara sam gate là đạt đến một cái chỗ viên mãn đó, thì điều đó đó là cái tuệ giác nhất thiết chủng trí của chư Phật. Và cái đó thì trong Phật giáo Nam Tông không có tính Parasamgata là trí tuệ ba la mật. Nhưng mà Phật giáo Bắc truyền hay là Phật giáo Đại Thừa thì xem Parasamgata là trí tuệ ba la mật. Hai cái này chúng ta nên nhớ nó khác nhau rất là xa. Dạ, rất là xa. Là một Bát Nhã ba la mật của Phật giáo Bắc truyền đó, hay là trí tuệ ba la mật thì xem là cứu cánh. Trong lúc đó bên Nam truyền thì xem ba la mật là phương tiện, tức là cái pháp đưa đến bờ bên kia, chứ không phải là bờ bên kia. Hai cái này khác nhau. Chúng ta có dịp thì chúng ta trở lại nói thêm về điểm này. Như nói cách khác là cái đặc tính sống với trí tuệ, sống với tâm hành trì, với tâm hợp trí là một cái đặc tính của chư Phật. Và cái pháp ba la mật thứ năm là Viriyaparami, tức là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật, chữ tinh tấn ở đây là nghị lực, là cái năng lực. Năng lực là một ở trong những cái nền tảng của sự tu tập. Không có một vị nào mà hành trình không trên đường giác ngộ tu tập mà với một tâm tư yếu ớt hết. Chúng ta có thể nói rằng một chiếc xe nó chạy đó, nó tùy thuộc rất nhiều vào cái mã lực. Ngày hôm nay chúng ta nói mã lực, tức là chiếc xe đó nó 500 mã lực, 1000 mã lực, 200 mã lực, vân vân. Cái mã lực đó được sức mạnh. Nó sức mạnh. Chúng ta có khả năng xông xáo, khả năng lướt tới, khả năng đi tới, tất cả đều do nội lực hết.
thì những cái năng lực tích cực của đời sống, cái năng lực đó được gọi là Virya Parami. Thì thưa quý vị, chúng ta phải hiểu về chữ Virya. Virya không đơn thuần là sự cố gắng, mà Virya còn là nội lực nữa. Dạ, sự cố gắng nghĩa là mình ráng lên trong sự yếu ớt, nhưng mà nội lực ở đây tức là chúng ta nói cái sức mạnh. Dạ. Bởi vì có nhiều khi quý vị nghe chúng tình Virya là nghị lực, nhưng mà nó là cái năng lực. Dạ, cái nội lực này rất là cần thiết, không có năng lực thì không đi tới được. Rồi, chư vị Bồ Tát luôn luôn sống với một cái năng lực tích cực mạng gọi là Virya Parami. Cái pháp thứ sáu ở trong Ba La Mật gọi là chúng ta gọi là nhẫn nại, Khanti Parami. Nhẫn nại là cái khả năng chịu đựng, nhưng mà trong khả năng chịu đựng còn có một hàm ý khác là khả năng thích nghi. Khả năng chịu đựng này đó, nó là một điểm cơ sở rất là nền tảng để giúp cho chúng ta hóa giải một điều là mình đòi hỏi mọi sự vật nó phải hoàn toàn theo ý của mình. Cái này thì rất là khó giải thích, nhưng mà với một người tu tập lâu và một người trưởng thành lâu đó, thì thay vì đòi hỏi mọi sự vật đó đều theo ý mình là một điều bất khả đó, thì cái người sống nhẫn nại Ba La Mật là người có thể thích nghi được với mọi hoàn cảnh và có khả năng chịu đựng mọi hoàn cảnh. Nó giống như là người ta có câu ngạn ngữ, họ nói rằng thay vì mình cầu nguyện là mong rằng mình sẽ cưới được người mình yêu, thì mình hãy cầu nguyện rằng mình sẽ yêu được người mình cưới. Và yêu được mình cưới, nó khác với cưới người mình yêu. Tức là thay vì mình cũng là mọi thứ trong cuộc sống đó, nó phải như ý của mình, nó phải theo ý của mình, thì mình mong rằng cái ý của mình sẽ có thể thích nghi và có thể chịu đựng được. Đây là một trong những cái khả năng rất là đặc biệt mà chư vị Bồ Tát, chư Phật và các đại đệ tử, các ngài sống được với cái tâm thái gọi là như nhiên. Như nhiên tức là yatha bhutang, cuộc sống nó diễn ra thế nào thì các ngài chấp nhận nó như vậy. Yeah. Nó như vậy là như vậy đó. Nó sẽ cuộc sống nó có sanh thì có diệt, có tụ thì có tán, có sinh hợp thì có chia ly, có trẻ thì phải có già, có khỏe thì phải có bệnh. Và cái khả năng có thể sống thích nghi được gọi là Khanti Parami. Thì khả năng này cũng là một cái khả năng rất là không phải rất là mà khả năng bắt buộc phải có với một người tu tập, là cuộc sống như thế nào thì có cái khả năng chịu đựng. Dạ, cái đó gọi là Khanti Parami, khả năng nhẫn nại Ba La Mật. Cái Ba La Mật thứ bảy chứ gọi là Satcha Parami, mà thường thường dịch là chân thật Ba La Mật. Nhưng mà chữ Satcha này không phải là một cái thái độ mà thành thật như ở ngoài, là người ta nói, người ta hỏi cùng mình thế nào mình thành thật khai báo. Cái chữ Satcha nó không nghĩa là như vậy. Chữ Satcha ở đây nghĩa là sống trung thực, sống trung thực, sống tôn trọng sự thật, và cuộc sống không có bóp méo sự thật. Cái khả năng này đó, nó là một trong những điểm khó nhất của cuộc sống. Bởi vì chúng ta hay có cái tật là chúng ta hay cường điệu, tức là chúng ta hay phóng đại, chúng ta hay nói quá, hay vẽ rắn thêm chân, hay tô hồng chút lục, hay nói quá, nói sai, thậm chí còn cố ý nói sai, và thậm chí còn khoái trá trong sự nói sai. Nhưng mà với một người tu tập đó, thì sự việc như thế nào mình biết nó là như vậy, và thậm chí cái việc đó là việc của chính ở bản thân của mình, và mình nhận nó là như vậy đó, thì nó là một cái gì rất là tế nhị, rất là khó. Nó đòi hỏi chúng ta phải có cái bản lĩnh. Thí dụ như là
chúng ta rất là dễ dàng để nói rằng anh A, anh B là một người xấu, là một người đang sân, người có tâm ganh tị. Nhưng mà chúng ta rất khó để nói rằng mình sai, hay là mình đang có tâm tâm thương, hay là bản thân mình đang có cái nội tâm ích kỷ. Mình khó nhận ở chính mình lắm. Dạ, cái tâm của mình xảy ra thế nào biết như thế. Chúng ta học vào kinh Niệm Xứ đó, tâm có định biết là tâm có định, tâm không định biết là tâm không định, tâm cao thượng biết là tâm cao thượng, tâm tầm thượng biết là tâm tầm thượng. Để một người có khả năng biết như vậy đó, thì người đó phải có một cái tâm thái gọi là khách quan, tâm thái gọi là trung thực. Cái tâm thái khách quan và trung thực đó, nó đến từ Satchabarami. Ở đây chúng ta không nên hiểu là Satcha là chân thật, ba la mật là người ta hỏi cái gì khai báo cái đó, vậy gọi là khai báo thành thật cái đó. Chỉ thành thật đó ta hiểu thực của thế gian. Nhưng mà chỉ Satcha ở đây chúng ta nên hiểu là sự trung thực. Dạ, sự trung thực, sự khách quan. Cái độ trung thực khách quan này nó khó trong cuộc sống của chúng ta lắm. Ví dụ như người ta nói rằng mình thương ai đó, mình cũng nên biết cái nhược điểm của người đó, mà mình ghét ai cũng nên biết cái ưu điểm của người đó. Hay là chúng ta nghe người ta khen hay người ta chê mình điều gì đó, mình không có nóng giận liền, phản ứng liền, mà mình lắng nghe coi người ta khen có đúng hay không, người ta chê có đúng hay không. Chứ khoan phản ứng là vì mình bị chê hay là mình được khen rồi mình vui hay buồn. Nhưng mà mình cái đó gọi là trung thực, tâm trung thực của khách quan. Cái tâm trung thực khách quan đó là Chaparami. Cái này thì hơi khó dịch. Chúng ta chỉ dịch là chân thật ba la mật, chứ chúng ta không dịch là trung thực ba la mật. Nhưng mà sách giá nghĩa là trung thực. Yeah. Cái sự việc như thế nào thì nhận như vậy, biết tôn trọng sự thật. Và cái sự tôn trọng sự thật này đó, nó mới dẫn chúng ta đến một cái khả năng là chấp nhận sự thật, cho dù sự thật đó là như thế nào, cho dù sự thật rất là phũ phàng, nhưng mà chúng ta có khả năng chấp nhận sự thật đó. Cái đối với một vị Bồ Tát á, cái sự chấp nhận sự thật nó quan trọng hơn là cái đó mình thích hay không thích. Chấp nhận sự thật nó quan trọng hơn cái đó mình được hay mình mất. Chấp nhận sự thật quan trọng hơn cái là của ta hay không phải của ta. Thường thường á, tất cả chúng sanh đều sống với cái quan niệm rằng mình thích hay không thích, nó thuộc về của mình hay không phải của mình, có đó là người thân của mình, con của mình hay không. Nhưng mà ví dụ như là biết đi chùa mà khen người ta, nghe người ta khen một ngôi chùa khác tốt quá, thì mình phan phản ứng và mình xem là người ta khen có đúng hay không, người ta nói đúng hay không. Không phải cái chuyện tốt xấu, phải là chùa mình mới tốt, chùa khác không tốt, hay là người ta khen cái đó đẹp quá, không phải là của mình mới đẹp hay không đẹp. Mà cái tinh thần khách quan trung thực, cái đó gọi là Satchabarami. Cái này hơi khó, và cái này rất là khó trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta thì hãy khi thương thương cả lối đi, khi ghét ghét cả tông chi họ hàng, thì cái Satchabarami là cái tâm trung thực. Và cái và đó là bậc thứ 8 á, gọi là Adhisthana Barami, tức là thường dịch là trí nguyện ba la mật. Dạ. Hay có khi dịch là quyết định ba la mật. Nhưng mà trí nguyện ở đây tức là một cái sự tập trung, một cái sự tập trung. Dạ, sự tập trung. Ví dụ như một cái vị tu sĩ vào trong chùa sống, có trăm thứ xảy ra trên sống của mình, nhưng mà gom thu tất cả thì vị tu sĩ luôn luôn nhớ rằng mình sống trong chùa tu là để mình trưởng thành trong giáo pháp, chứ không phải là mình làm trụ trì mới là quan trọng, mình pháp sư là quan trọng, hay là mình làm được ngôi chùa là quan trọng, mình được cái chức vụ này, được cái học vị kia là quan trọng. Không phải, tất cả nó đều nằm ở trong một điều là mình tu tập là làm sao mình có thể lớn mạnh lên trong giáo pháp. Đó là gọi là chí nguyện ba la mật. Cái này thì nó thường thường để hiểu là chúng ta sống hay bị phân tâm, chúng ta sống hay bị phân tán, và chúng ta sống không có một cái ý tập trung. Và do vậy lâu ngày cái năng lực và cái thì giờ của chúng ta đó, nó bị chia rất nhiều thứ. Chúng tôi muốn nói là thí dụ một thanh niên hồi còn trẻ đó,
chị vừa đi học mà lại vừa có bạn gái, rồi lại vừa thích có tiền bạc để mua xe cộ, rồi lại thích lân la với bạn bè. Thì cha mẹ mới nói rằng con còn nhỏ, con ráng là học đi, con học mà thành tích thành tài rồi con sẽ có những thứ đó. Nhưng đứa con không chịu nghe, vừa đi học mà cũng vừa ham chơi, vừa lân la với bạn bè, vừa lo chơi xe, vừa có lo tình yêu bạn gái v.v. Thì cái học mình nó không được tốt, tức là nó không có focus. Cái adhithana đó là cái sự focus, đó là sự tập trung. Yeah, sự tập trung, cái này là rất là cần thiết để chúng ta tương đối rằng mình không có nhiều nghị lực đâu. Yeah, không nhiều nghị lực. Quý Phật tử mà có làm ăn buôn bán thì quý vị hiểu rằng cái vốn mình có chừng đó thì mình mới tập trung cái nguồn vốn vào chỗ nào, chỗ nào quan trọng. Thí dụ có người tập trung vào nguồn vốn vào việc tân trang công ty, hay là chỉ mình là một nơi sản xuất, hay là tập trung vào vấn đề tiếp thị, tập trung vào vấn đề quảng cáo hay gì đó. Còn nếu không thì tiền bạc nó bị phân tán ra, không có nào ra cái nào hết thì nó thiếu. Thì adhithana là như vậy. Một người mà có một cái adhithana là một người mà có khả năng được gom thu tập trung để hướng tất cả cái mà mình có, như là thời gian, như là nghị lực, như là mọi thứ mình có, vào trong một cái đầu cả gọi là adhithana bodhi. Cái bây giờ chúng ta nói qua điểm thứ 9 là từ tâm ba la metta metta parami, tức là cái lòng vị tha. Dạ, lòng vị tha. Lòng vị tha tức là sự tử tế, sự thân thiện. Nhưng mà ở trong đó nó còn nói thêm một điểm là một người mà sống mà nếu có cái lòng thương tưởng đến những người chung thì chúng ta sẽ bớt đi sự ích kỷ. Lòng ích kỷ nó giết chết nhiều thứ. Người ta nói rằng ngay cả trong hôn nhân mà ích kỷ nó giết chết cuộc hôn nhân. Trong sự tu tập, cái người ích kỷ đó, nó sẽ làm con người trở nên bần tiện ra. Và ở trong cuộc sống hàng ngày, trong một xã hội mà con người ích kỷ đó, thì cái xã hội đó nó trở nên độc ác, trở nên tàn nhẫn. Chính cái lòng vị tha đó, lòng vị tha đó nó cho các con người đó có một cái tấm lòng mềm mại hơn, thân thiện hơn, cuộc sống chan hòa hơn. Và lòng vị tha nó là một cái chất liệu mà chư Bồ Tát không phải chỉ có trong lúc hành trì ba la mật, mà ngay cả khi các ngài thành đạo rồi, cái tâm vị tha và lòng thương tưởng. Ví dụ như là chúng ta nghe một vị kheo thừa tích xá, thấy con ngọc nuốt viên ngọc nhưng biết nói ra nó bị chết thì vị đó cũng không có nói. Hay là khi mình Đức Phật thuyết pháp, cho dù ngài làm vị Phật nhưng mà ngài luôn luôn nghĩ đến là làm sao cái người nghe được lợi lạc, và những gì ngài nói khiến cho những đàn hậu học về sau này được không có hiểu sai, không hiểu lầm, tại vì ngài nói rất rõ, rất chính xác, nghĩ đến cái lợi ích của chúng sanh đó, gọi là metta parami. Nếu chúng ta tu tập hay là làm bất cứ việc gì mà chúng ta ích kỷ, chúng ta chỉ biết có mình thôi, không cần biết ai sống bằng ai chết bằng ai đó, thì lúc đó chúng ta cần tàn nhẫn. Và thứ gì sau cùng là chúng ta có cái pháp parami gọi là ubhikha parami, là chữ này thì cũng là một chữ rất khó, thường dịch là hành xả, nhưng có nghĩa là sự quân bình, sự quân bình không có cực đoan, mà ở đây nó cũng gọi là cái đức điềm đạm. Cái đức điềm đạm hay là trầm tính. Cái đức đạm quân bình, cái khả năng quân bình ở đây tức là không có quá. Trong cuộc sống nó không phải là mình thiên về cái gì quá, quá vui, quá buồn hay quá nặng, thiên về cái này cái kia, mà nó có một cái khả năng quân bình. Điều này thì nó là cái cơ sở của cái vì nào sau này chúng ta gọi là trung đạo. Trung đạo là không có thái quá hay bất cập, không nghiêng gì một bên. Thật ra thì 10 pháp ba la mật này có rất nhiều cái có rất nhiều điểm rất là tế nhị. Dĩ nhiên là trong cái thời gian đôi 30 phút thì chúng ta không thể nói hết, nhưng mà đây là một ở trong những phần giáo nghĩa rất là quan trọng của Phật pháp. Chúng tôi hy vọng rằng chúng ta có dịp để trở lại với đề tài này. Hôm nay đã hết giờ rồi, chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay tại đây. Thưa quý vị, ngày mai này chúng ta sẽ có ngày cuối cùng
ở trong sinh hoạt Tết Nguyên Đán. Và chúng ta sẽ nói về định hướng của lớp Phật pháp Buddha Dhamma trong năm nhâm dần này. Xin được kính đảnh lễ và truyền chỉ tôn đức đã vào rung rễ tham dự chương trình sinh hoạt hôm nay, và chúc tất cả quý Phật tử một năm mới thân được khang kiện, tâm được an lạc, và xin cho chúng ta có được nhiều thuận duyên, nhiều thắng duyên trong con đường tu tập hành thiện, giác ngộ, trên đường giác ngộ giải thoát. Xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Phật Thầy. Sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân các đạo cũng như đúc kết bài học ngày hôm nay. Dạ. Con kính tri ân sư và đạo tràng cho con biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư trung đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tuân kỵ, không làm các ác nghiệp, ngưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớp để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng đầu giải thoát. Nam mô Bụt.